Ok, hôm nay mình sẽ quay một clip cắt tóc chị mở bắt bếp kiếp nguyện lòng. Thì trước mắt mình sẽ cho mọi người coi cái góc của mình nè, cái góc của mình nó như mọi người. Thì con này rất là hiếm luôn, có độ nếu bạn mình rất là may mắn, phải rất là may mắn luôn và con sẽ trúng được con 0.43%. Con này 1/79%. Con này 2.24%. Ok. Con này 2.68%. Còn cái này là mấy cái đồ chơi kiểu như mà không có quan tâm gì mấy nó. Giờ thì tao phải nói trước khi mở thì mình phải cho có cái mấy cái đồ kiểu như mấy cái đồ trang trí. Những cái đồ trang trí này thì cũng không quan trọng lắm. Mà cũng không sao, giờ phải mở cái này trước. Đó, giờ bấm cái này nè. Đó, những cái bao quỳ đeo mọi người. Đó, giọng mà chứ. Ok, thấy ổn ổn rồi đó. Không được gì mà được tiền. Hơi kệ. Không sao. Không được gì hết. Không được gì hết luôn. Hơi cãi mừng. Khoan, mình sẽ nhận đi. Ok, mình khoan mình coi trong đây coi còn mình mua trong đây coi còn có gì mình cần không. Cô quậy luôn chứ mẹ. Ủa mình coi coi cái này cái xẻng đủ rồi, giờ cần cái không được gì hết hả chạy. Ô đúng rồi, mình cho mày về luôn tôi coi được cái gì. Ok, một pha phe mở lô bắt cái cà phê luôn. Hơi kệ mình sẽ kết thúc cái video này nha mọi người. Bye bye và xin tạm biệt mọi người. Bye bye.